Vâng, em xin kính chào toàn thể quý khán giả trên kênh của Phượng Kỳ TV, cũng như quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Japan trên mọi miền tổ quốc. Và trong cái video ngắn này thì em rất vinh dự được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số các sản phẩm sau đây. Và ngay trên màn hình của chúng ta đó là một chiếc tủ đài hiệu Aurex rất là đẹp phải không ạ? Và ở trên là một chú kỳ lân và những chiếc đồng hồ để bàn mà em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào phần giới thiệu các sản phẩm về đến tận sân cho quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi video mà chưa like thì hãy cho em một like và nếu có thể hãy cho em một lượt đăng ký được không ạ? Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi cái video này nhé. Và ngay trước màn hình chúng ta là em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chú kỳ lân rất là đẹp. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, hiện nay thì bên Nhật những gia đình quyền quý, những gia đình quý tộc thì trong nhà họ rất là hay trưng bày những chú kỳ lân và những cặp song kiếm. Đặc biệt là những gia đình quý tộc mà người ta cũng rất là hay trưng bày những cặp kỳ lân ở trước cổng. Thì những chú kỳ lân như thế này nó đem lại sự quyền uy, nó đem lại sức mạnh và nó đem lại sự may mắn cho gia chủ. Và đó là một nét văn hóa rất là đặc trưng của người Nhật hiện nay. Vâng, và em xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chú kỳ lân rất là đẹp. Thì chú kỳ lân này nó có chiều cao lên đến xấp xỉ 35cm. Và giá em bán chú kỳ lân này về đến Việt Nam cho quý vị và các bạn là mức giá là 7.500.000. Và với mức giá là 7.500.000 thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em sẽ đo chiều cao của chú kỳ lân này. Và thông qua những góc quay như thế này thì quý vị và các bạn đã cảm nhận được độ cao to của chú kỳ lân này là như thế nào rồi phải không ạ? Và em xin nhắc lại là chú kỳ lân này em bán về đến Việt Nam mình là mức giá 7.500.000. Và với mức giá là 7.500.000 thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và cái đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái đồng hồ để bàn. Cái đồng hồ cơ quý vị nhé. Thì em rất tiếc là chiếc đồng hồ cơ này đã bị hư. Nó chạy được một lúc rồi nó dừng lại. Nhưng mà em thấy nó mới quá, nó đẹp quá. Thì em vẫn mua về để review đến toàn thể quý vị và các bạn. Đặc biệt là các bác thợ biết sửa chữa về đồng hồ cơ thì đây là một sản phẩm mà các bác có thể tham khảo phải không ạ? Và giá em bán chiếc đồng hồ cơ này thì rất rẻ thôi, em bán là 3 triệu. 3 triệu này em đã ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và nếu như chiếc đồng hồ cơ này mà có chạy ngon lành thì em bán với mức giá là 6 triệu đến 7 triệu là em sẽ bao đường bay. Nhưng vì nó bị lỗi nên này em đã bán chỉ 3 triệu. 3 triệu này em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Vị các bạn mang đi phục chế, phục sửa lại hộ em. Ngay sau đây thì em sẽ review một lượt để quý vị và các bạn cùng quan sát được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ cơ để bàn này. Thì chiếc đồng hồ cơ để bàn này rất là mới quý vị nhé. Em thấy nó đẹp quá, nó xuất sắc quá. Thì em lấy về để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Đặc biệt là đối với các bác thợ mà xem được video này thì em nghĩ đây là một sản phẩm mà các bác có thể lấy về và sửa lại đúng không ạ? Ngày hôm qua khi mà mua được chiếc đồng hồ để bàn này thì lúc trên đường về thì cũng rất là tiếc. Tiếc bởi vì là mình gặp được một chiếc đồng hồ nó rất đẹp và nó xuất sắc như vậy thì không may nó lại bị hư. Và thấy nó đẹp quá, nó xuất sắc quá thì vẫn lấy về để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Đặc biệt là các bác thợ mà biết được cái sản phẩm này thì sẽ đáp ứng được cái sở thích DIY của các bác phải không ạ? Và chiếc đồng hồ đeo bàn này thì nó có chiều cao lên đến xấp xỉ 37cm. Và với chiều cao như vậy thì quý vị và các bạn đã hình dung ra là chiếc đồng hồ này cũng rất là cao và đẹp phải không ạ? Em đang đo cái chiều cao của chiếc đồng hồ, quý vị có thể thấy được là nó lên đến 37cm. Và với chiều cao như vậy và với vẻ đẹp bên ngoài như vậy thì em chỉ bán 3 triệu. Ngoài ra các bác muốn thỏa thuận về giá thì các bác cứ nhắn tin vào Zalo cho em nhé. Các bác cứ mặc cả thoải mái, mà hợp lý thì em bán, mà có lời thì em bán. Mà có thể các bác mua về DIY mà giá hợp lý em vẫn bán. Quý vị các bạn cứ vào nhắn tin mặc cả giá cho em thoải mái, em không có ngại ngùng gì cả. Bởi vì thuận mua thì vừa bán phải không ạ? Và em xin thông báo là chiếc đồng hồ này nó bị hư, nó bị lỗi thì em mới bán rẻ như vậy. Ngoài ra các bác muốn trả giá thì các bác cứ vào nhắn tin cho em. Em không ngại ngùng gì cả. Thuận mua thì vừa bán, em thấy hợp lý thì em bán thôi. Bởi vì dù sao chiếc đồng hồ này nó cũng đã bị hư rồi. Thì em cũng muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Các bác có đam mê về đồng hồ cơ để bàn thì các bác mua về sửa lại phải không ạ? Và ngay sau đây thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ để bàn cũng rất là đẹp. Thì chiếc đồng hồ để bàn này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 8.500.000. Và với mức giá là 8.500.000 thì em vẫn sẽ bao đường bay
về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc đồng hồ để bàn, hai bên hồi của nó, hai bên hồi phải và hồi trái nó thiết kế hai cột đá quý vị nhé, hai cột đá thật đấy ạ. Máy còn rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn, đẹp và thiếu thùng xốp. Thì những chiếc đồng hồ để bàn như thế này thì thực sự là trên thị trường ngày nay cũng rất là hiếm. Và quả thực đi gặp được những chiếc đồng hồ như thế này thì cũng là một điều rất là khó khăn thì mới gặp được những chiếc đồng hồ để bàn như thế này ạ. Và đây thì em sẽ giới thiệu và quay cho quý vị các bạn xem chi tiết chiếc đồng hồ để bàn này. Thì máy đẹp trong tình trạng là xuất sắc quý vị nhé. Máy rất là đẹp luôn, nó chạy hai pin tiểu. Và với cấu hình chạy hai pin tiểu như thế này thì quý vị và các bạn thay pin cũng rất là thuận tiện thôi, không có gì khó khăn cả, phải không ạ? Đấy quý vị thấy không, hai bên hồi bên phải và bên trái của nó được thiết kế hai cái cột đá nhìn rất là bắt mắt. Và bây giờ em sẽ đo cái chiều sâu của nó. Cái chiều sâu của nó lên khoảng 10 cm, xấp xỉ 10 cm ạ. Và cái chiều cao, chiều ngang của nó thì ngay sau đây em sẽ đo cho quý vị và các bạn thấy được cái chiều ngang của nó xấp xỉ 22 cm quý vị nhé. Và chiều cao của nó lên đến 27 cm. Như vậy là quý vị các bạn đã biết được tổng thể chiều cao cũng như chiều sâu của chiếc đồng hồ để bàn này rồi, phải không ạ? Và ngay sau đây thì em cũng sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ để bàn chạy cơ nữa. Thì chiếc đồng hồ để bàn này nó đã bị rất là khô dầu quý vị nhé. Nó cũng chạy được một lúc rồi nó ngừng lại. Chính vì vậy chiếc đồng hồ để bàn này thì em bán cũng tương đối rẻ thôi. Và em sẽ ưu tiên cho các bác thợ, các bác mua về để đi ai lại. Thì đây là một sản phẩm cũng rất là đẹp. Đó, máy vẫn chạy nhưng mà nó chạy được một lúc rồi nó sẽ dừng lại bởi vì nó quá là khô dầu đấy. Em xem thì dầu nó khô lắm. Thì chiếc đồng hồ để bàn này em bán về Việt Nam chỉ 4 triệu thôi. 4 triệu là em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Còn nếu chiếc đồng hồ này mà chạy ngon lành thì em bán tầm 7 triệu đến 8 triệu. Và vừa rồi thì em đang đo có chiều cao cũng như chiều ngang của chiếc đồng hồ. Và thông qua những góc quay như vậy thì quý vị và các bạn đã cảm nhận được kích thước của chiếc đồng hồ này là như thế nào, phải không ạ? Và em đang đo có chiều sâu của nó. Chiều sâu của nó xấp xỉ 12 cm, hơn 12 cm quý vị nhé. Thì chiếc đồng hồ này được thiết kế cũng rất đẹp, hai bên hồi phải hồi trái được thiết kế bằng những trụ đồng nhỏ nhỏ rất là xinh xắn và nhìn rất là bắt mắt. Em rất tiếc là chiếc đồng hồ này nó không chạy ổn định và nó chỉ chạy được một lúc nó dừng lại, đó là một điều rất là đáng tiếc, phải không ạ? Ngoài ra thì tổng thể mặt bên ngoài của chiếc đồng hồ này thì nhìn cũng rất là ưa nhìn, rất là đẹp quý vị nhé. Và thông qua những góc quay như thế này thì quý vị và các bạn đã cảm nhận được chiếc đồng hồ để bàn này là như thế nào rồi, phải không ạ? Và em xin thông báo lại là chiếc đồng hồ để bàn này thì em ưu tiên cho các bác thợ hoặc là các bác có đam mê về những chiếc đồng hồ cơ để bàn, các bác mua về sửa lại thì đây là một sản phẩm cũng rất là phải chăng, phải không ạ? Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ lữ thần. Thì chiếc đồng hồ để bàn này em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu. Và 4 triệu là em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Thì một xíu nữa em sẽ đo cái chiều cao của chiếc đồng hồ để bàn này để quý vị các bạn nắm được. Thì nó có chiều cao xấp xỉ 57 cm quý vị nhé. Và với chiều cao như vậy thì hôm nay em sẽ giảm giá xuống là em bán 4 triệu. 4 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm trong video này. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em. Quý vị và các bạn đang theo dõi video đến đây rồi mà chưa like, chưa đăng ký thì hãy cho em một lượt like được không ạ? Và nếu có thể hãy cho em một lượt đăng ký. Đặc biệt thân thiết hơn nữa thì hãy cho em một lượt chia sẻ được không ạ? Để em có động lực làm những video kế tiếp gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Và thông qua những góc review vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể thấy được đây là một chiếc đồng hồ của nữ thần cũng rất là đẹp, phải không ạ? Và ngay sau đây thì em sẽ review một lượt, em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số các sản phẩm trong căn phòng nhỏ này, nơi em chuyên dùng để test âm thanh và review, giới thiệu các sản phẩm về đến Việt Nam cho quý vị và các bạn. Kế đến là một cặp kỳ lân quý vị nhé, một cặp kỳ lân cũng rất đẹp. Thì em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là cặp kỳ lân này em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. Và với mức giá là 8 triệu thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Kế đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ treo tường, một chiếc đồng hồ cơ treo tường quý vị nhé. Chiếc đồng hồ này thì 21 ngày mới phải lên dây và giá em bán về Việt Nam cho quý vị và các bạn là 4 triệu. Và với mức giá là 4 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Máy chạy rất là chính xác, cơ chuông đổ rất là đều đặn. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái đồng hồ để bàn rất là mới quý vị nhé. Một chiếc đồng hồ để bàn màu
Và thông qua những thước phim đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy là đây là một chiếc đồng hồ đề bàn rất là đẹp phải không ạ? Và em xin nhắc lại là chiếc đồng hồ đề bàn này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. Em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là 3 triệu. 3 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Vừa rồi em đã đo cái chiều cao của nó, không biết là quý vị và các bạn có quan sát được không ạ? Nhưng chiều cao của chiếc đồng hồ này nó có chiều cao khoảng 20cm quý vị nhé. Và bây giờ em sẽ đặt nó ra một chỗ và em sẽ review tổng thể để quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tổng thể của chiếc đồng hồ đeo bàn này. Thì đây là một thiết kế nhìn cũng rất là đẹp, rất là nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thì quý vị và các bạn đã thấy được là tổng quan xung quanh của chiếc đồng hồ đeo bàn này rất là đẹp phải không ạ? Nó vẫn còn rất là bóng bẩy và lộng lẫy và nó vẫn thể hiện được cái sự huy hoàng của nó. Được thiết kế rất là bắt mắt, màu vàng nhìn rất là đẹp. Chiều ngang của chiếc đồng hồ này lên đến 14,5cm quý vị nhé. Và chiều sâu của nó là 8cm, hơn 8cm ạ. Vừa rồi thì em đã đo xong kích thước cũng như là chiều cao của chiếc đồng hồ đeo bàn này. Và em xin nhắc lại, chiếc đồng hồ đeo bàn này em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là 3 triệu. Và với mức giá là 3 triệu thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ review đến quý vị và các bạn một số các sản phẩm mà trong quá trình review mà em chưa kịp bình luận, thì quý vị các bạn ưng cái sản phẩm nào thì cứ chụp màn hình lại rồi gửi vào Zalo cho em. Em sẽ báo giá sau nhé. Và kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ đeo bàn nữa, cũng rất đẹp. Và chiều cao của nó lên đến 23,5cm quý vị ạ. Và chiều sâu của nó là khoảng 11cm quý vị nhé. Và chiều ngang của chiếc đồng hồ đeo bàn này khoảng 17cm ạ. Vì thế không ạ? 17cm. Và em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là chiếc đồng hồ đeo bàn này em bán về Việt Nam với mức giá là 2.500.000. Và với mức giá là 2.500.000 thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Thiết kế của chiếc đồng hồ đeo bàn này là bằng nhôm và kính quý vị nhé. Về mặt tổng thể thì đây cũng là một chiếc đồng hồ đeo bàn rất là đẹp, được thiết kế bởi các trụ nhôm bốn góc xung quanh và kính ốp bên cạnh. Ở trên và mặt dưới là những tấm kim loại được sơn một lớp đồng màu vàng, nhìn cũng rất là đẹp. Và em xin nhắc lại, chiếc đồng hồ đeo bàn em bán về Việt Nam với mức giá là 2.500.000. Và với mức giá là 2.500.000 thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ hiệu Seiko rất là đẹp. Thì đây là một chiếc đồng hồ được thiết kế vỏ bằng gỗ quý vị nhé. Gỗ này của nó là gỗ lạng, gỗ này là chất liệu gỗ thật quý vị nhé. Gỗ đã được qua một lớp khử, người ta đã thẩm dầu và nó không bắt hơi ẩm, nó không hút hơi ẩm quý vị nhé. Và nó chống được mối mọt. Ở hai bên hồi phải và hồi trái thì người ta thiết kế một trụ kim loại màu bạc nhìn rất là đẹp. Hai đầu được điểm nhấn bằng những màu vàng, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ đeo bàn này thì em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là 4.500.000. Và với mức giá là 4.500.000 thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Mọi chi tiết thì em xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về sản phẩm này. Đây là mặt đằng sau của chiếc đồng hồ ạ. Và với thiết kế như vậy quý vị các bạn nhìn rất là đẹp phải không ạ? Và đây là một chiếc đồng hồ rất là đẹp và em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là 4.500.000. Và với mức giá là 4.500.000 là em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và kế bên là một chiếc đồng hồ ở hình trục. Thì đây là một mẫu đồng hồ mà em đã bán cũng tương đối là nhiều và quý vị và các bạn cũng thấy rất là thân quen phải không ạ? Và chiếc đồng hồ hiệu Master này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu quý vị nhé. Và với mức giá là 2 triệu thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị luôn. Hiệu Master đời 3 kim quý vị nhé. Kim giờ, kim phút, kim giây và kim giây là kim đếm. Ở dưới quân xoay thì hình màu bạc rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Và những chiếc đồng hồ đeo bàn như thế này thì bao giờ em cũng phải thử những chiếc nó phải đẹp. Bởi vì nó phải đẹp xuất sắc thì mới bán được. Ngoài ra những chất liệu màu vàng của nó đã bị ố mốc thì rất là khó bán phải không ạ? Vâng, như vậy là video đã đi qua được 14 phút rồi. Trong quá trình bình luận cũng như báo giá, còn chỗ nào mà quý vị các bạn chưa hiểu, chưa rõ ràng thì em mong quý vị và các bạn thông cảm cho em nhé. Bởi vì em nói từ nãy giờ 14 phút cũng tương đối là dài rồi phải không ạ? Vâng, đây là một chiếc đồng hồ hiệu Master. Và em xin nhắc lại, chiếc đồng hồ đeo bàn này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Và với mức giá là 2 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Thì em đang đo cái chiều cao của chiếc đồng hồ, quý vị thấy không ạ? Chiều cao của nó xấp xỉ là 30 phải không ạ? Và với kích thước như vừa rồi quý vị và các bạn đã thấy trên video thì em nghĩ quý vị và các bạn đã hình dung ra được
nếu như mình mua chiếc đồng hồ đeo bàn này thì mình sẽ để vào đâu, nó phù hợp với không gian của mình phải không ạ? Và kế đến thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ cũng rất là đẹp. Thì chiếc đồng hồ này, cái hệ thống quả lắc của nó ấy, có hai chú nhỏ đứng cầm rung chuông đấy ạ. Thì đây là một chiếc đồng hồ có 3 kim, kim giờ, kim phút, kim giây. Thì em xin nhắc lại, chiếc đồng hồ đeo bàn này em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. Và với mức giá là 3 triệu thì em cũng sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Quý vị và các bạn xem hết video, quý vị ưng được cái sản phẩm nào thì hãy chụp màn hình lại và gửi vào Zalo cho em nhé. Lúc đó em sẽ báo giá cụ thể và em sẽ gửi thêm hình ảnh để quý vị và các bạn tham khảo. Bởi vì trong quá trình quay video thì có một số sản phẩm em không review được kỹ càng, có một số sản phẩm em không báo giá được, cho nên là em mong quý vị và các bạn thông cảm. Quý vị các bạn xem video ưng được cái nào thì hãy chụp màn hình lại và gửi vào Zalo cho em. Lúc đó em sẽ báo giá cụ thể, chi tiết hơn, đầy đủ hơn để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, trước khi đi vào cái sản phẩm chính của video này, quý vị và các bạn đã theo dõi video đến đây rồi mà chưa like, chưa đăng ký thì hãy cho em một like, và nếu có thể hãy cho em một lượt đăng ký, và đặc biệt thân thiết hơn nữa, có thể hãy cho em một lượt chia sẻ được không ạ, để em có động lực làm những video kế tiếp gửi đến toàn thể quý khán giả trên mọi miền tổ quốc. Và thông qua những thước phim đầu tiên, quý vị và các bạn đã thấy được đây là một chiếc tủ đài hiệu Aurex rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn ạ. Vậy em sẽ bao cho quý vị và các bạn từng con ốc của nó, không có hiện tượng bị mốc, không có hiện tượng bị xỉ xét quý vị nhé. Đây là một chiếc tủ đài mà em rất là tâm đắc. Có nghĩa cả đời cái đồ cũ mình cũng chưa bao giờ gặp được một chiếc tủ đài mà nó lại đẹp và nó xuất sắc như vậy. Và giá của nó em bán tương đối là cao. Và với mức giá là 28 triệu là em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Còn với mức giá là 24 triệu là em sẽ bao đường biển cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ vào số Zalo của em để thỏa thuận về giá cũng như biết thêm thông tin về sản phẩm này. Và bây giờ em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một bản nhạc nền rất là thân quen, và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng độ mới của chiếc tủ đài này. Và em xin nhắc lại là chiếc tủ đài này em bán về Việt Nam với mức giá là 28 triệu là em sẽ bao đường bay, với mức giá là 24 triệu là em sẽ bao đường biển. Thưa quý vị và các bạn, chiếc tủ đài này nó có kích thước như sau. Chiều sâu của nó là 41 cm, và chiều cao của nó là 78 cm, và chiều rộng của nó là 128 cm. Và bây giờ em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những bản nhạc nền rất là thân quen, và quý vị các bạn chú ý theo dõi em quay chi tiết cái sản phẩm này. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này nhé. Và quý vị các bạn theo dõi video đến đây rồi mà chưa like thì hãy cho em một lượt like, và có thể hãy cho em một lượt đăng ký được không ạ, để em có động lực làm những video kế tiếp gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Và bây giờ em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi cái sản phẩm này. Thì thông qua những thước phim đầu tiên, quý vị và các bạn có thể thấy được chiếc tủ đài này nó rất khác so với những chiếc tủ đài mà quý vị các bạn đã từng gặp phải không ạ? Cái mạ đồng của nó không phải là mạ trắng quý vị nhé, không phải là mạ chrome trắng mà nó là mạ chrome màu đồng, nhìn rất là đẹp. Và thông qua những góc quay như thế này thì quý vị và các bạn đã thấy được độ mới của nó còn rất là bóng. Và đặc biệt là nó không có hiện tượng bị mốc, không có hiện tượng bị oxy hóa quý vị nhé. Đó là một điều rất là đặc biệt của chiếc tủ đài này. Thì chiếc tủ đài này em mua được của một anh bạn người Nhật. Em rất lấy làm tiếc là em không mua được cái thùng xốp của nó. Bởi vì em đến em hỏi thì anh còn giữ được cái thùng xốp này không, thì người ta nói với em rằng là cái thùng xốp hôm qua tao mới mang đi bỏ rác xong, mày đến chậm một chút. Thì em ra em kiểm tra cái thùng rác thì cũng không thấy còn luôn. Và nếu còn thì có lẽ là em đã lấy, hoặc là em đã quay lại để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một chiếc tủ đài rất là đẹp, và em rất là may mắn sở hữu được nó, và em muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, và có một điều nữa trong video này thì chiếc tủ đài này em không để âm thanh quý vị nhé. Bởi vì YouTube họ rất khắt khe bản quyền, cho nên là em tuyệt đối em không để âm thanh trong trong cái video này. Còn trong quá trình thẩm âm cũng như test âm thanh thì em sẽ đăng lên nhật ký Zalo để quý vị và các bạn vào tham khảo. Và bây giờ em xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc tủ đài này. Và thông qua những góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn hãy để ý thật kỹ là cái chế độ out của nó nhé. Khi mà chúng ta tắt đi đấy thì cái chế độ automatic của nó đưa kim ra vẫn rất là mượt mà và êm ái phải không ạ? Và em xin nhắc lại này, chiếc tủ đài này em bán về Việt Nam với mức giá là 28 triệu,
với mức giá là 28 triệu thì em sẽ bao đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Còn với mức giá là 24 triệu thì em sẽ bao đường biển. Và thông qua những góc quay vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể thấy được những con ốc của nó vẫn còn rất là mới. Và những con ốc của nó khi mà tháo ra thì nó vẫn còn sáng choang quý vị nhé. Và qua những màn review vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể thấy được gia chủ người ta bảo vệ chiếc tủ đài này rất là cẩn thận phải không ạ? Và đối với người Nhật, người ta phải rất là kỹ tính thì người ta mới giữ được bộ tủ đài nó còn đẹp xuất sắc như vậy. Và đây là một sản phẩm mà em rất vinh dự được giới thiệu đến toàn thể quý khán giả yêu mến các thiết bị audio trên mọi miền tổ quốc. Và trong quá trình xem video mà quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy nhắn tin vào Zalo cho em. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này nhé. Và đây này, em quay cái mặt hậu của cặp loa bên trái. Và thông qua những thước phim vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể thấy đây là một bộ tủ đài rất là mới phải không ạ? Và chính vì những góc quay vừa rồi, đó là một sự lột tả, đó là một sự lột trần vẻ đẹp của chiếc tủ đài này phải không ạ? Và nếu như quý vị các bạn thực sự quan tâm đến chiếc tủ đài này thì hãy nhắn tin vào Zalo cho em nhé. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, thời lượng của video cũng đã sắp hết rồi. Trong quá trình quay video và bình luận, còn chỗ nào chưa được rõ ràng thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn bỏ qua cho em nhé. Đặc biệt là trong phần bình luận, có chỗ nào chưa được rõ ràng cho lắm thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn châm trước. Và thời lượng của chương trình của video cũng đã sắp hết. Quý vị và các bạn đã theo dõi video đến đây rồi mà chưa like thì hãy cho em một lượt like. Và nếu có thể hãy cho em một lượt đăng ký được không ạ? Để em có động lực làm những video kế tiếp gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và như một thói quen thì một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã bỏ một chút thời gian để theo dõi cái video này của em. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Kính chúc quý vị và các bạn trên kênh của Phượng Kỳ TV cũng như quý khán giả trên mọi miền tổ quốc có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.